Vòng đeo tay thông minh nhưng không khác gì một chiếc đồng hồ thông minh mà giá chưa tới một củ khoai nữa. Đích thực là Huawei Ben 8. Cùng mình trên tay nhanh xem con này có đáng mua trong năm nay không nhé. Vòng đeo tay thông minh Huawei Ben 8 này với nhiều ưu điểm vượt trội, cải tiến hơn so với các thế hệ trước, chắc chắn sẽ khiến bạn phải trầm trồ. Thứ nhất là được trang bị màn hình cảm ứng AMOLED 2.5D 1.47 inch đẹp mắt hơn so với Huawei Ben 7. Thứ hai, có thể đo nhịp tim, huyết áp, nồng độ oxy trong máu và mức độ căng thẳng cũng như chu kỳ kinh nguyệt cho chị em phái nữ một cách cực kỳ an toàn. Chưa hết nha, em Huawei Ben 8 này còn có 100 chế độ luyện tập khác nhau, gồm 11 chế độ chuyên nghiệp và nhiều chế độ tùy chỉnh khác nhau, giúp cho bạn thoải mái luyện tập, theo dõi sức khỏe hàng ngày. Và cuối cùng, hỗ trợ kháng nước, 5 ATM và pin khủng lên đến 11 ngày. Đặc biệt, Huawei Ben 8 này sẽ được mở bán với ưu đãi độc quyền chỉ có tại Di Động Việt. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6 sẽ được bán với giá rẻ hơn các loại rẻ là 990.000 đồng, kèm theo đó là 100 suất bán đặc biệt chỉ có tại Di Động Việt. Còn chần chừ gì nữa mà không lên lịch ngay để sở hữu ngay một em smart band đỉnh cao như thế này? Link mình để phía bên dưới. Nhấp vào, nhấp vào.